Thăm mọi tổng ma Việt ngữ chân như xin kính chào quý khán giả. Sau đây là phần điểm tin trong ngày của Đài Á Châu Tự Do tối thứ ba ngày 13 tháng 8 năm 2019. Thưa quý vị, Cục Hải sự Trung Quốc vào ngày 12 tháng 8 lại thông báo việc quân đội Hoa Lục sẽ tiến hành hoạt động huấn luyện quân sự tại khu vực phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Cụ thể, thời gian bắt đầu từ 0 giờ ngày 18 tháng 8 cho đến 24 giờ ngày 20 tháng 8, theo giờ Bắc Kinh. Cơ quan này cảnh báo tàu bè trong thời gian diễn ra huấn luyện quân sự như thế không được đi vào vùng khu vực diễn tập. Vừa qua thì trong 2 ngày 6 và 7 tháng 8, Trung Quốc cũng đã tiến hành hoạt động tương tự tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng sau đó ra thông cáo với nội dung cho rằng việc Trung Quốc tiến hành các cuộc huấn luyện quân sự ở Hoàng Sa thuộc Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Bà cũng cho biết vào ngày 7 tháng 8, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã can thiệp và trao công hàm phản đối sự vi phạm đó của Trung Quốc. Cũng tin liên quan thì vào ngày 9 tháng 8, Cục Hải sự Trung Quốc cũng có thông báo hoạt động diễn tập bắn đạn thật mỗi ngày theo khung giờ nhất định từ 12 đến 14 tháng 8 tại khu vực gần bờ phía đông đảo Hải Nam. Tin Trung Quốc tiếp tục các hoạt động quân sự tại Biển Đông được đưa ra vào khi Bắc Kinh cho tàu khảo sát hải chấn địa chất 8 vào khu vực bãi Từ Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Và khi có báo cáo tàu thăm dò Trung Quốc xuất hiện tại khu vực biển thuộc Philippines mà không có phép của Philippines, tin này gây nên quan ngại an ninh cho dân chúng nước này cũng như phía quân đội, khiến Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin ban hành lệnh cấm những tàu thăm dò như thế, gồm cả tàu do Trung Quốc điều hành. Mạng báo Philstar loan tin vào ngày 13 tháng 8 dẫn ý kiến trên Twitter của ông rằng Bộ trưởng Ngoại giao Philippines cấm những tàu khảo sát biển bổ sung thêm Trung Quốc vào lệnh giới hạn đối với Pháp và Nhật Bản. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Philippines thì nếu cấp ngoại lệ cho một quốc gia sẽ ngay lập tức khiến cho lệnh cấm bị bãi bỏ hoàn toàn. Ý kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines được đưa ra sau khi có tin phát hiện hai tàu thăm dò của Trung Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines trong tuần vừa qua. Báo mạng Inquirer vào ngày 13 tháng 8 cũng loan tin Phủ Tổng thống Philippines ủng hộ biện pháp của Bộ Ngoại giao đưa Trung Quốc vào danh sách những quốc gia mà tàu thăm dò không được phép hoạt động tại vùng biển của Philippines. Thưa quý vị, truyền thông trong nước loan tin cho biết suốt mấy ngày qua thì người dân địa phương thấp thỏm lo sợ vì sợ rằng nước có thể tràn qua đê bất cứ lúc nào và họ không nghĩ là đê sẽ vỡ. Tuy nhiên thì đê lại vỡ một cách nhanh chóng. Vị trí đê vỡ được cho biết rõ ở sát khu vực núi Bầu Rỏ, thôn 1, xã Quảng Điền. Đoạn này nằm ở vị trí cuối cùng của đê bao Quảng Điền. Thiệt hại ban đầu được ông Võ Đại Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Anna cho biết ít nhất là 300 hectare lúa bị mất trắng, không có thiệt hại về nhân mạng do vụ vỡ đê bao Quảng Điền gây nên. Thưa quý vị, đê bao Quảng Điền được cho biết là tốn hơn 300 tỷ đồng để xây dựng và được đưa vào sử dụng năm 2014. Đê được xây dọc theo sông Krông An, đi qua địa phận hai huyện Krông An và Lắc ở tỉnh Đắk Lắk. Đê được xây với mục đích là ngăn nước, phục vụ tưới tiêu cho vựa lúa hai huyện này. Thực trạng của đê bao Quảng Điền sau 5 năm đưa vào sử dụng được mô tả là có nhiều đoạn xuống cấp, sạt lở nghiêm trọng. Tại Đà Lạt, thưa quý vị, truyền thông trong nước vào ngày 13 tháng 8 loan tin cho biết rằng thiệt hại do bãi chứa rác Cam Ly vỡ hôm 8 tháng 8 chôn vùi nhiều hecta đất đai, hoa màu của người dân. Tin cho hay rằng là hàng ngàn mét khối chất thải rắn từ bãi rác Cam Ly trên đỉnh một quả đồi cao khoảng 60m dựng đứng đã đổ xuống dưới thung lũng bao trùm lên một vùng sản xuất nông nghiệp. Chất thải trên cao đổ xuống lăn thành một vệt dài hơn 1 km. Nước từ bãi rác chảy ra được mô tả là đen kịt, nồng nặng mùi hôi cũng theo suối chảy xuống khu vực sản xuất nông nghiệp của người dân, dẫn đến nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và lây lan dịch bệnh. Nguyên nhân vỡ bãi chứa rác Cam Ly được nói là do những trận mưa lớn trút xuống khu vực tỉnh Lâm Đồng vào những ngày đầu tháng 8 vừa qua. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi phần điểm tin của chúng tôi hôm nay. Quý vị cũng thể xem toàn bộ bản tin chi tiết tổng hợp bằng cách truy cập vào YouTube OA Phải Tiếng Việt hay là quý vị vào bản tin tối mai. Mến chào và cầu chúc quý vị thật nhiều niềm vui và bình an.